dinh dưỡng, cân bằng, đẳng cấp, tinh tế, chất lượng. Ba sao hết mình vì một chữ nhân. Ba sao xin chào. Được thành lập từ năm 2005, công ty trách nhiệm hữu hạn ăn uống Ba Sao là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực cung cấp suất ăn công nghiệp tại Việt Nam. Sau hơn 10 năm hoạt động, Ba Sao vẫn luôn theo đuổi hình mẫu của một doanh nghiệp hiện đại, đề cao sức trẻ, nhiệt huyết và năng động, chứng tỏ mình là một nhà cung cấp chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn của các tập đoàn, doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế. Sự thành công của chúng tôi, trước tiên xuất phát từ triết lý kinh doanh, lấy chữ nhân làm cốt lõi cho từng hành động. Từ đó, hoạt động của chúng tôi luôn xuất phát từ ý muốn cống hiến, phục vụ khách hàng bằng sự tận tâm và đạo đức nghề nghiệp. Nhân văn trong suy nghĩ, Ba Sao mong muốn mang đến bữa ăn vệ sinh và cân bằng cho tất cả các khách hàng. Vì vậy, nguyên liệu của chúng tôi được tuyển chọn từ các nhà cung cấp hàng đầu tại khu vực miền Bắc. Ngân hàng thực đơn lên đến 750 món ăn với hơn 40 món ăn truyền thống vùng miền và các thực đơn quốc tế đa dạng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan. Nhân văn trong hành động, Ba Sao áp dụng quản lý vận hành theo hệ thống đối với tất cả các quy trình, đáp ứng theo quy tắc một chiều và áp dụng hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn HACCP. Mỗi nhân viên làm việc tại canteen đều được truyền đạt và nhận thức sâu sắc về các giá trị nhân văn trong công việc của mình. Thế mạnh của chúng tôi là việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào. Hơn 6.700 loại nguyên liệu thực phẩm phải trải qua quá trình test kỹ lưỡng và bảo quản nghiêm ngặt ở điều kiện tiêu chuẩn. Bước tiếp theo, sơ chế và làm sạch nguyên liệu, luôn tuân thủ các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi món ăn đều được tạo ra từ sự tỉ mỉ, tận tâm của đội ngũ đầu bếp. Thực đơn có sự thay đổi hàng ngày, kết hợp với thức ăn theo mùa, đảm bảo khách hàng luôn cảm thấy sự tươi ngon trong mỗi lần thưởng thức. Một suất ăn trước khi đến tay khách hàng sẽ phải đạt các yêu cầu về độ chín, màu sắc và hương vị, thông qua sự kiểm tra kỹ lưỡng của các chuyên gia ẩm thực. Hiện nay, Ba Sao đang cung cấp 250.000 suất ăn mỗi ngày. Chúng tôi hết lòng phục vụ với niềm vui và sự tận tâm, mang đến cho khách hàng không chỉ bữa ăn ngon, giàu dinh dưỡng mà trong đó còn bao hàm cả niềm hân hoan, thoải mái trong tinh thần. Các đối tác lớn của chúng tôi có thể kể đến như Samsung, LG, Toyota, Yamaha, Honda, Canon, Panasonic, Kyocera. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng nên những khẩu phần ăn đảm bảo chất dinh dưỡng, ngon miệng và đa dạng. Quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Dịch vụ của công ty Ba Sao đã đáp ứng được những yêu cầu khắt khe trên và duy trì chất lượng khá ổn định. Sau 4 giờ làm việc, còn chưa quan trọng nhất là anh em trong ngày. Tôi rất mong đợi thời điểm đấy khi làm hơn nữa, anh em cung cấp cho những chuyến sau làm việc. Và trong quá trình khi mà lên cơ sở để ăn, còn trong nhà bếp và chị bếp phục vụ đầy đủ những cái món ăn khá phù hợp với anh em. Cải thiện cho món ăn hàng ngày cho anh em có thể làm chán bữa ăn. Bên cạnh lĩnh vực xuất ăn công nghiệp, Ba Sao cũng đạt được thành công lớn với các dịch vụ gồm trung tâm tổ chức sự kiện, nhà hàng thể thao Sport Bar, ẩm thực Trung Hoa, phở Lý Quốc Sư, cửa hàng bánh ngọt. Công ty tạo ra chương trình, hoạt động ý nghĩa liên quan đến những sự kiện lớn trong năm, vừa tạo sự mới lạ trong việc phục vụ khách hàng, vừa tạo ra năng lực sáng tạo trong tư duy. Để từ đó, theo đuổi những mục tiêu phát triển dài hạn. Ba Sao, hết mình vì một chữ nhân.